Tập 12. Só. Đồng chí, mời các anh rời khỏi đây. Cậu nói gì? Mời các anh rời khỏi đây. Sao không cho chúng tôi vào? Chúng tôi không nhận được mệnh lệnh. Mời các anh rời khỏi đây. Bọn tôi tới đưa tài liệu mà. Bây giờ không phải diễn tập nữa. Đồng chí, đồng chí à. Tôi nói này, Lữ đoàn trưởng, nếu họ có cái thái độ này, chúng ta cứ báo cáo đúng sự thật cho thủ trưởng. Đợi thủ trưởng dạy dỗ họ xong chúng ta lại đến. Đừng đừng, đợi thêm chút nữa đi. Đồng chí, phiền cậu gọi lại cho Lữ đoàn trưởng của các cậu. Chúng tôi phụng lệnh của thủ trưởng lục quân chiến khu đến đưa tài liệu cho Lữ đoàn trưởng Dư các cậu. Hơn nữa còn phải giao tận tay anh ấy. Không được, mời các anh đi cho. Lữ đoàn trưởng, xem gì vậy? Đến đúng lúc lắm. Đưa tài liệu tổng kết gì chứ? Không phải họ chỉ muốn khoe khoang chiến thắng của Lữ đoàn Sơn Báo thôi sao? Không phải muốn xem trò cười của tôi sao? Lữ đoàn trưởng, làm vậy không hay đâu. Anh có tức giận, phiền lòng đến đâu, Hàng Bằng cũng là lãnh đạo đơn vị anh em của chúng ta. Sao có thể chặn họ ngoài cửa như vậy? Nếu là người khác, tôi mở cửa to, chào mừng, nồng nhiệt. Hàng Bằng, không có cửa đâu. Hay là như vậy, nói là anh không ở đây, tôi ra mặt được không? Chiến quân và lục quân đều đã thông báo đến chúng ta. Vậy cũng không được. Bọn họ nhắm vào ai chứ? Là nhắm vào tôi. Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan tới chính quỷ. Chính quỷ, anh nghĩ xem, diễn tập chưa bắt đầu đã biến anh thành tù binh rồi. Đây gọi là bắt tù binh sao? Rõ ràng đang sỉ nhục chúng ta mà. Đang sỉ nhục lữ đoàn 808 chúng ta đấy. Tôi còn chưa tìm cậu ta tính sổ. Còn tìm tới tận cửa có gì hay ho? Còn nữa, tổng kết của chúng ta vẫn chưa có. Cậu ta cầm tổng kết của lữ đoàn Sơn Báo đến. Không phải đang khiến chúng ta bẻ mặt sao? Nhận thức của cậu hạn hẹp quá. Tôi đâu có đối xử tệ với họ. Anh xem. Mời Dung. Nói với lữ đoàn trưởng của các cậu, cầm cái này đi, đừng có bày trò. Được rồi, đừng có tính toán với các chiến sĩ, cũng hào phóng lắm. Đừng ở đó tức giận mà. Uống miếng nước đi. Không phải lữ đoàn trưởng, quân tử không ăn đồ bố thí, để người ta phơi nắng ngoài cổng hơn một tiếng, không khác à? Tức no luôn rồi. Tôi thấy bụng già của cậu còn không bằng chính quỷ đồng. Cậu bảo chính quỷ đồng đưa tài liệu đến lữ đoàn chính là chính, có đúng không? Người ta cứ ăn uống thoải mái, tạo quan hệ rất tốt. Chữ Chiến Cương đã đồng ý tham khảo tài liệu chúng ta rồi. Chữ Chiến Cương có thể nghiêm túc đọc tài liệu của chúng ta ư? Anh ta giấu dao trong nụ cười thì có. Được rồi, đừng có nghĩ xấu về người ta như vậy. Ít ra còn Dư Khả Tranh, không cho chúng ta ăn cơm đóng cửa đúng không? Đùa chút là được rồi. Tương lai không gặp mặt nhau nữa sao? Anh không muốn gặp họ thì để tôi ra mặt. Anh ra mặt làm gì? Đánh trận thua trách nhiệm do lữ đoàn trưởng phụ trách, không ai được nhúng tay vào. Anh bao xem kìa, nếu tên nhóc Hàng Bằng này muốn làm đến canh cửa cho lữ đoàn 808, chúng ta hoan nghênh. Báo cáo lữ đoàn trưởng, đã sắp xếp xong hết rồi. Tốt. Lữ đoàn trưởng, điện thoại là Hàng Bằng gọi đến. Cứ nói là tôi đi vắng. Khoan đã, cậu nghe máy bật loa ngoài. Tôi nghe xem tên nhóc này nói gì. Dân. Alo, tìm ai vậy? Là Lữ trưởng Dương phải không? Tôi là Hàng Bằng. Tìm Lữ đoàn trưởng à? Lữ đoàn trưởng đi vắng rồi, đi xuống liên đội rồi. Tôi là Tham Mưu Kim. Tham Mưu Kim à, phiền cậu nói với lữ đoàn trưởng của các cậu một tiếng. Đồ ăn nước uống anh ấy đưa đến cho chúng tôi. Chúng tôi nhận được rồi. Cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình. Lần sau diễn tập chúng tôi nhất định sẽ ra tay nhẹ một chút, để lại mặt mũi cho anh ấy. Anh để mặt mũi cho ai? Hôm nay không bảo lính gác bắt anh là tốt lắm rồi.
Tôi nói thật với anh, giống gì ấn tượng của tôi với chữ Chiến Cương không tốt. Nhưng qua chuyện này, tôi thấy Dương Khả Tranh còn không bằng chữ Chiến Cương. Vậy nên đối thủ sau này chủ yếu là chữ Chiến Cương. Phải. Không phải, Lữ đoàn trưởng, bây giờ chúng ta cứ đứng ở đây cũng chẳng được gì. Vậy cũng không thể quay về, chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hay là như vậy, Lữ đoàn 807 có mấy người bạn trong trường quân đội? Hay là chúng ta đến đó ăn bữa cơm, nghỉ ngơi một lát, rồi chiều hẳn đến đây, xem họ có cho chúng ta vào không? Qua đó cũng mệt. Nhưng mà anh nói ăn cơm, tôi thực sự cũng hơi đói. Đi thôi. Lữ đoàn trưởng, bản tổng kết này tôi đã sửa lại mấy chỗ, anh xem đi. Giảm 50% à? Giảm một nửa theo ý anh, không tăng trong 50 năm. Được, buổi chiều tôi sẽ xem kỹ. Alo, tôi là Tham Mưu Kim, anh nói đi. Cái gì? Thẩm tham mưu trưởng của lục quân chiến khu sắp đến quân đội thị sát. Được, 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 được. Tôi biết rồi. Báo cáo. Báo cáo. Vào đi. Báo cáo vừa nhận được điện thoại thông báo Thẩm tham mưu trưởng lục quân chiến khu sắp đến thị sát. Ăn trưa xong chuẩn bị xuống bộ đội dạo một vòng. Rất có thể sẽ đi qua lữ đoàn chúng ta, bảo chúng ta chuẩn bị tiếp đón. Thẩm tham mưu trưởng à, rất có khả năng, nếu không sẽ không gọi điện thông báo. Được, lập tức báo cáo với chính ủy. Lần đầu Thẩm tham mưu trưởng đến thăm, quy mô phải cao. Dân. Tập hợp. Chuẩn bị xong chưa? Đã học thuộc rồi. Hãy nhớ là Thẩm tham mưu trưởng Thẩm Quân. Nào, tập lại lần nữa. Xin chào. Chào thủ trưởng. Thẩm tham mưu trưởng, mời đi bên này. Lần đầu thủ trưởng đến lữ đoàn 808 chúng tôi phải không? Cũng được, nhớ nhanh đấy. Còn phải nói ai bảo bọn em là lính thoại vụ. Lát nữa thủ trưởng đến. Tiểu Dương, em nói chính. Chú ý phản ứng của thủ trưởng, với mấy chỗ thú vị thì kể nhiều một chút. Phải sinh động, cảm động. Dân. Cán sự Lưu, bọn em có thể trang điểm một chút không? Đương nhiên phải trang điểm rồi. Tốt quá rồi. Mọi người nhanh nhẹn lên, thủ trưởng sắp đến rồi. Chính ủy, mở cửa bảo tàng lịch sử quân đội chưa? Đã mở lâu rồi. Đi thông báo cho mấy cô gái đó chưa? Tiểu Dương, Tiểu Kim đã đến từ lâu. Hôm nay Tiểu Dương thuyết trình. Tốt quá, chính ủy, chuyện này có anh là tôi yên tâm. Phải rồi. Thẩm tham mưu trưởng đột nhiên tới quân doanh chúng ta, không phải nhắm vào tổng kết diễn tập chứ? Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh, cứ kệ đi. Chỉ cần Thẩm tham mưu trưởng có thể bước vào cổng lữ đoàn 808 chúng ta, xem lịch sử quy hoàng của lữ đoàn 808 chúng ta, tôi không tin anh ta không hết hồn. Đến lúc đó dù nói gì đi chăng nữa, anh cũng nghe cho tôi. Chính ủy, anh yên tâm. Tất cả lời phê bình tôi sẽ đón nhận hết. Tôi không có chút biểu hiện nào khiến Thẩm tham mưu trưởng không hài lòng đâu. Anh cứ yên tâm đi. Lữ đoàn trưởng, vừa nhận được điện thoại thông báo tham mưu trưởng đã ra khỏi lữ đoàn 807, sẽ đến chỗ chúng ta ngay. Tươi tỉnh lên. Chính ủy, tôi thế nào? Được không? Được. Tham mưu Kim, lập tức tập hợp đội ngũ. Dân, mọi người tươi tỉnh lên. Tập hợp.
Lý Trực Dương, tôi đến để tạ tội, không cần làm lớn vậy đâu. Lý Trực Dương không muốn tiếp tôi cũng là chuyện bình thường, nhưng mà là chỉ thị của thủ trưởng lục quân chiến khu, tôi buộc phải đưa tài liệu này đến tận tay anh, hơn nữa còn phải nghe ý kiến của anh ngay tại chỗ. Tham mưu Dương, chúng tôi nhận được thông báo đó là thẩm tham mưu trưởng sẽ đến. Chuyện này là như vậy, thẩm tham mưu trưởng vẫn đang ở sân huấn luyện của lữ đoàn 807, xem bộ đội buổi tối còn phải có cuộc tọa đàm, hôm nay không đến đây đâu. Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai chúng chỉ thông báo là thuận tiện đến thăm, nếu thời gian gấp quá không đến nữa, tôi sẽ về hỏi thủ trưởng. Vậy hai vị này là sao? Chuyện là thẩm tham mưu trưởng ăn trưa ở nhà chiêu đãi của lữ đoàn 807, vừa hay gặp lữ trưởng Hàn và tham mưu Hát, nghe đó họ cũng đến lữ đoàn các anh để đưa. Lữ Trương Dương là như vậy, hai chúng tôi ăn trưa ở lữ đoàn 807, đúng lúc gặp thẩm tham mưu trưởng. Thẩm tham mưu trưởng hỏi chúng tôi sao không ăn trưa ở lữ đoàn 808 mà lại chạy tới lữ đoàn 807 ăn. Khi đó hai chúng tôi nói chúng tôi vẫn chưa kịp đến lữ đoàn 808, muốn ăn trưa xong mới đưa tài liệu. Thẩm tham mưu trưởng nghe vậy thì sốt sắng, bảo mau đi đi, đừng làm lỡ việc. Vậy là bảo tham mưu trưởng Dương phái xe chuyên dụng của họ cho chúng tôi dùng, chủ yếu là để hoàn thành nhiệm vụ thẩm tham mưu trưởng giao cho chúng tôi. Chuyện là như vậy đấy. Vậy Lữ Trưởng Dương, Lữ Trưởng Hàn, tôi về lữ đoàn 807 đây. Chiều nay thủ trưởng còn cần dùng xe. Tham mưu Dương vất vả rồi. Hàn Bằng, tôi không thèm cái chiến thuật dớ dẫn của anh. Có bản lĩnh thì chúng ta đòi sức công khai đi. Lữ Trưởng Dương, chúng ta phải làm sao mới xem như đòi sức công bằng? Lữ Trưởng Hàn, anh có chuyện gì chúng ta vào phòng tiếp đón nói. Chúng tôi đã nhận được thông báo của quân đội, biết là các anh sẽ đến. Đi thôi. Như vậy đi, chỉ cần Lữ Trưởng Dương thấy vui, dù bằng cách gì đòi sức công bằng, là quân nhân chúng tôi đều ứng chiến. Được, đây mới giống lời nói của một quân nhân. Hàn Bằng, không phải anh tinh thông chiến thuật Mỹ sao? Hôm nay tôi chơi võ Trung Quốc với anh. Làm gì vậy? Để tôi thêm một đôi nữa. Hai anh cùng chơi đi. Không cần đấu nữa, có chuyện nói chuyện. Lữ đoàn trưởng của chúng tôi đã sắp xếp xong ở nhà ăn sở chiêu đãi rồi. Xin mời. Cách chào đón của Lữ Trương Dương sáng tạo như vậy, chúng tôi nên cung kính không bằng tuân lệnh. Bắt đầu thôi. Đối kháng xanh đỏ gì chứ, đây mới là đánh thật. Nào. Nào. Nào, đến đi. Lão Dương, được rồi, đừng đánh nữa. Anh tránh ra đi, nào. Đến đi. Mặc kệ đi. Đâu?
lên, cố lên. Đau. Không phục sao? Lên đi. Dừng. Dừng, dừng, dừng. Không đánh nữa. Lữ trưởng Hàn, không đánh nữa, kết thúc rồi. Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, anh không sao chứ? Anh quá đáng lắm. Bọn tôi đến đưa tài liệu, các anh đối xử với chúng tôi như vậy. Xin lỗi nhé, tôi mời hai người ăn cơm để xin lỗi. Ai thèm cơm của anh? Lữ đoàn trưởng, chúng ta đi. Không đi. Hôm nay tôi quyết một phe sống mái với lữ đoàn 808 các anh. Anh là có ý gì? Vào, vào đi. Kéo tôi làm gì? Anh làm gì vậy hả? Sao lại đánh người ta thành ra như vậy? Tôi đâu có vi phạm quy tắc tăng thủ. Tôi đã hô dừng rồi. Hàng bằng người ta đã thu tay lại. Anh còn xông lên. Như vậy là phạm quy. Tôi muốn tên hàng bằng đó xem thử kết quả của việc đối thủ phạm quy, để cậu ta nếm mùi bị ăn đòn. Anh đúng là làm bậy. Anh còn giống bộ dáng của một người làm lữ đoàn trưởng không? Tôi đã nói rồi, đến lúc đó tôi mời cậu ta ăn ba bữa cơm. Xin lỗi, không phải là xong rồi sao? Anh đánh người ta sưng mặt lên như vậy, máu me đầy miệng, làm sao nuốt nổi cơm? Anh ngoan ngoãn ngồi đây đi. Tôi sang tiếp lữ đoàn trưởng và tham mưu khâu. Khoan đã, không ăn thì thôi, chúng ta đỡ tốn. Anh nói cho cậu ta, Dương Khả Tranh tôi không chào đón hai người họ. Không sao, không sao. Xin lỗi Lữ trưởng Hàn. Nói gì vậy? Chúng ta có gì phải xin lỗi chứ? Quân nhân so tài đánh đấm với nhau, chảy ít máu là chuyện thường. Hơn nữa tôi nói anh nghe, cách ra đòn của Lữ trưởng Dương các anh thật sự rất đỉnh. Lữ trưởng Hàn, thật sự xin lỗi anh. Anh xem chuyện thành ra như vậy, hay là đến nhà tiếp đãi ăn cơm rồi nghỉ ngơi một lát đã. Vậy làm sao được? Nhiệm vụ chúng tôi vẫn chưa hoàn thành, sao dám tùy ý ăn cơm nghỉ ngơi? Tiểu Trương, thu dọn đi. Cảm ơn vất vả rồi. Lữ trưởng Hàn, cuộc diện bây giờ đã rất ngượng ngùng. Như vậy đi, dù sao cũng đến rồi. Bọn tôi nhận tổng kết phân tích chiến thuật của các anh trước. Để cảm xúc Lữ trưởng Dương bình ổn lại, chúng ta tìm cơ hội cùng ngồi xuống để giao lưu với nhau. Tham mưu Kim, như vậy thực sự không được. Nhiệm vụ thủ trưởng giao cho chúng tôi đích thân đưa báo cáo phân tích chiến thuật đến tay Lữ trưởng Dương. Phải, sau khi Lữ trưởng Dương xem xong, nêu ý kiến cho chúng tôi, rồi chúng tôi báo lại ý kiến cho cấp trên. Nếu giờ chúng tôi rời đi, tôi về báo cáo với thủ trưởng thế nào? Làm sao nói với thủ trưởng, tôi và Lữ trưởng Dương đọ quyền thuật, sau đó anh nhận báo cáo thay được chứ? Như vậy e là không được đâu. Phải, đúng là không hay. Nhưng mà bây giờ anh ấy đang giận quá mất khôn. Anh xem dù các anh ngồi nói chuyện với nhau cũng chẳng nói được nội dung gì. Anh xem có còn cách nào khác không? Tôi cũng không nghĩ ra cách nào khác. Hay là như vậy, tôi đợi chỗ này một lúc để nghĩ xem, nghĩ ra cách gì đó rồi chúng ta đi. Tóm lại chỉ một câu thôi, hôm nay không gặp được Lữ trưởng Dương, tôi chắc chắn không đi đâu. Vốn đều là anh em bộ đội, sao đánh trận diễn tập đã thành quan gia cả rồi? Chúng tôi không xem các anh là quan gia, chúng tôi chủ động tới tận cửa thăm hỏi. Chuyện này tôi biết, nhưng mà hay là như vậy đi, các anh đến bảo tàng lịch sử quân đội của chúng tôi tham quan trước đã, để chính ủy Hà làm công tác với Lữ trưởng Dương, được chứ? Được rồi. Từ lâu đã nghe nói lịch sử lữ đoàn 808 như lịch sử của giải phóng nhân dân quân Trung Quốc. Được, vừa hay có may mắn được tham quan. Lữ trưởng Hàn, xin mời. Được.
phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Anh hay thật đó, vậy mà vẫn ngủ được. Đi rồi sao? Chưa. Cậu ta thật sự ở lì không đi à? Tôi bảo Tham Quân Kim đưa họ đi tham quan bảo tàng lịch sử quân đội rồi. Tham quan bảo tàng lịch sử quân đội. Chưa đấy, không hổ là chính quỷ. Để tên nhóc Hàn Bằng này học tập cho tốt, để cậu ta biết lữ đoàn 808 chúng ta là nhánh bộ đội như thế nào. Đã có biết bao tướng soái dựng nước bước ra từ lữ đoàn 808 của chúng ta. Bộ đội có lịch sử huy hoàng, thành tích quang vinh, chiến công lẫy lừng như lữ đoàn 808 chúng ta. Anh nói xem, toàn quân có được mấy máu? Nhánh Hàn Bằng tên là lữ đoàn sơ báo gì đó, trước mặt lữ đoàn 808 là cái thá gì chứ? Cậu ta có gì hay ho? Lão Dương, chúng ta có thể đừng nằm lên lịch sử quang vinh mà đắc chí được không? Chúng ta đã là kẻ thất bại dưới tay của họ. Nhìn thẳng vào hiện thực đi. Sao cậu ta còn muốn ở lì không đi? Người ta muốn đưa tổng kết chiến đấu tận tay của anh. Giao tới tay anh không phải là được rồi sao? Nói thật tôi thấy họ là thấy phiền. Người ta mang lòng thành ý, đích thân đưa báo cáo tổng kết tới tận tay anh. Đây cũng là sự tôn trọng với lữ đoàn 808 chúng ta. Cũng là ý của thẩm tham mưu trưởng. Nhiệm vụ của người ta chưa hoàn thành thì đi kiểu gì? Tôi nói này, anh đang ở phe nào vậy? Anh đừng quên anh là chính quỷ của lữ đoàn 808. Sao lại nói cho Hàn Bằng kia? Gặp phải cấp trên không thấu tình đạt lý, không phân tốt xấu như anh, tôi thực sự hối hận vì đã cộng tác với anh. Anh, tôi không thích nghe anh nói như vậy. Có phải anh đã nói với tôi là cộng tác với tôi anh đã học được rất nhiều thứ, quen biết tôi anh có lợi cả đời không? Anh giấu tôi đi gặp thủ trưởng cầu xin. Cuối cùng anh còn bị thông báo phê bình trước toàn bộ lục quân trong chiến khu. Nói thật với anh, tôi vẫn luôn cho rằng anh là một chính quỷ tốt, có thể giúp sức lữ đoàn trưởng, bây giờ lại bảo hối hận. Anh xem, anh đã bị Hàn Bằng kia kéo xuống nước rồi. Rơi xuống nước thì không có đâu, nhưng hối hận thì là thật. Chính quỷ. Lão Hà, anh nói thật đi, hối hận thật sao? Phải. Sao tôi lại tới chỗ chính quỷ Phùng cầu xin cho anh chứ? Anh có đáng để tôi đi cầu xin không? Tôi nhận thông báo phê bình để đổi lại một tên Dương Khả Tranh cố chấp ngang ngược như vậy. Tôi làm vậy vì cái gì? Ngồi ngồi xuống đi chính quỷ, đừng có giận. Không phải là nhận một tài liệu thôi sao? Tôi nhận là được. Nhận là được chứ gì? Chuyện cổng con ấy mà. Nào, tôi không có ý kiến. Anh như vậy không phải thái độ thành khẩn. Thái độ thành khẩn gì chứ? Ban đầu tôi không gặp cậu ta, sau đó tôi đổi ý tôi gặp cậu ta. Tôi nói không nhận tài liệu cậu ta. Tôi nhận rồi có đúng không? Anh còn nói tôi làm gì? Nói thật chứ, tôi cộng tác với anh tôi mệt quá trời. Anh mệt cũng đâu có chết. Tôi không bảo anh giả vờ. Anh cứ đối xử như với lãnh đạo bộ đội hàng xóm ấy, gặp mặt nói chuyện phiếm, gặp gỡ xã giao, như vậy là được rồi. Không phải sao? Được. Chính quỷ của tôi nghe anh hết. Bây giờ tôi đi gọi điện thoại cho Hàn Bằng. Anh có số của anh ta không? Tôi không có. Tôi gọi cho tham mưu Kim. Không tin. Alo, lữ đoàn trưởng. Có tiện nói chuyện không? Tiện, anh nói đi.
Kết quả tham quan thế nào? Hiệu quả rất tốt. Có phải bị lịch sử quang vinh của chúng ta làm khiếp sợ không? Không sai. Vừa vào nhà triển lãm, Lữ trưởng Hàn và tham mưu trưởng Hát đã chào quân kỳ của Lữ đoàn 808. Vậy ư? Tốt quá rồi. Đây chính là lực lượng truyền thống. Bây giờ đã xem tới đâu rồi? Bộ phận quân chí nguyện, chiến đấu thượng cam lĩnh, Lữ trưởng Hàn và tham mưu trưởng Hát đều bỏ mũ cúi mình. Cái gì? Cậu ta bỏ mũ cúi mình. Bỏ mũ cúi mình đấy. Đúng vậy. Có nhiều nơi họ dừng bước rất lâu. Vậy đã nói những gì? Anh ấy nói Lữ đoàn 808 thực sự quá vĩ đại. Có thể làm lính trong gánh bộ đội này thực sự quá hạnh phúc. Cậu ta thực sự nói vậy sao? Thật. Bọn tôi đứng sau anh ấy đều rất cảm động. Cậu ta còn nói gì nữa? Anh ấy còn nói lịch sử quân đội Lữ đoàn 808 có thể truyền đến ngày nay thật không dễ dàng gì. Lữ đoàn Sơn Báo phải luôn học hỏi Lữ đoàn 808, quy định như một chế độ. Cái này là cậu bịa ra à? Lữ đoàn trưởng, tôi nào dám. Tôi có thể thấy được Lữ trưởng Hàn làm vậy là vì cảm động. Thì ra là vậy. Lữ trưởng Hàn, chuyến tham quan của chúng ta đã kết thúc rồi. Lữ đoàn trưởng, anh đến rồi. Lữ đoàn trưởng Hàn Bằng, Lữ trưởng Dương, Dương Khả Tranh đứng đây xin lỗi anh. Làm gì có. Tôi phải cảm ơn các anh. Cảm ơn các anh cho tôi một cơ hội học tập. Lữ trưởng Hàn, tiếp đãi không chu đáo, xin hãy tha thứ. Xin mời. Được, mời. Lữ trưởng Dương, tham mưu Kim, vừa rồi tham quan bảo tàng lịch sử quân đội của các anh, chúng tôi cảm thấy rất chân thành, cũng rất cảm động. Lữ đoàn Sơn Báo chúng tôi là một nhánh bộ đội mới, được thành lập sau khi cải cách quân đội, không có lịch sử vinh quang nào đáng nói, nhưng chúng tôi dù sao cũng là một phần của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Nếu các anh cho phép, chúng tôi muốn lấy bảo tàng lịch sử quân đội của các anh làm căn cứ giáo dục yêu nước cường dân cho tất cả quan binh của Lữ đoàn Sơn Báo chúng tôi. Không biết Lữ trưởng Dương và tham mưu Kim có đồng ý không? Lữ trưởng Hàn được khách sáo. Truyền thống vinh quang của Lữ đoàn 808 không phải tài sản riêng của chúng tôi, cũng không phải niềm tự hào riêng của Lữ đoàn chúng tôi. Nó là tài sản tinh thần quý giá để các tiền bối và người đi trước của chúng tôi để lại cho quân đội nhân dân, là vinh dự chung của toàn thể quan binh quân đội. Toàn thể quan binh Lữ đoàn 808 chào mừng các anh đến đây, tuyệt đối không bị chặn lại ngoài cửa như hôm nay. Xin cảm ơn. Là như vậy, dựa theo chỉ thị của tham mưu trưởng Thẩm, chúng tôi đến đưa cáo phân tích chiến thuật diễn tập 207-10 lần này tới cho các anh. Mong là các anh đọc xong sẽ cung cấp thêm ý kiến quý giá. Chúng ta có thể giao lưu. Lữ trưởng Hàn, chúng tôi là bên thua cuộc, chỉ có thể nghiêm túc học tập, làm gì có tư cách nêu ý kiến. Lữ trưởng Dương, anh quá khen. Lữ trưởng Hàn, vừa rồi lỡ tay, tôi chân thành xin lỗi anh một lần nữa. Lữ trưởng Dương, vừa nãy chúng ta đọ sức, anh đã nhẹ tay rồi. Anh đừng khách sáo với tôi. Hàn Bằng, nói câu này có hơi giả dối đấy. Lữ đoàn trưởng, giúp Lữ trưởng Hàn thực sự thành tâm thành ý đến giao lưu kinh nghiệm tác chiến với chúng ta. Ý tôi là đánh đấm. Hàn Bằng, nói thật, anh cảm thấy tôi giữ nghề hay anh đã giấu nghề vậy? Nói đi. Đừng giả vờ. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Người trong nghề ra tay cái là biết có hay không ngay. Quyền thuật của anh có dung nhập chiêu thức võ thuật. Đừng tưởng tôi không nhìn ra. Vì chứng tỏ Lữ trưởng Dương là người trong nghề rồi. Nhìn cái là biết ngay. Đúng vậy. Tán thủ xem trọng nhất gan lì, lực tam, kỹ thuật. Anh vừa lên đài tôi nhìn ra ngay. Anh không sợ hãi, không lo lắng, dám tiếp chiêu. Tỏ gạt số 1 là tố chất cơ bản của tay tán thủ. Sau đó nhìn xuất tay chân của anh vừa lên tay tôi nhìn ra tốc độ ra đòn của anh. Tôi cảm nhận được sức ra đòn từ tay anh. Ít nhất anh luyện tập được 10 năm rồi, có đúng không? Lữ đoàn trưởng của chúng tôi đã tham gia cuộc thi tuyển chọn đánh bắt của tập đoàn quân trinh sát xếp hạng nhì. Tôi nói mà, cuối cùng xem chiêu thức. Khi hai chúng ta đánh nhau, anh có hai đòn mạnh nhất. Tuy tôi đã cản được, nhưng cái tay còn lại của anh hoàn toàn có thể tấn công lần nữa. Nhưng anh đã không làm như vậy. Anh chỉ giãy qua trước mắt tôi một chút, rồi thu tay lại. Tôi nhìn ra được anh không muốn đánh thật đối phó với tôi, phải không? Lữ trưởng Dương à, thật ra tôi vẫn luôn tìm kiếm sơ hở của anh, nhưng mà anh tấn công và phòng thủ đều không có sơ hở.
Hơn nữa sau mỗi chiêu đều có một chiêu khác. Tôi không dám tấn công thiếu suy nghĩ. Nếu tấn công thiếu suy nghĩ, người bị thiệt chính là tôi. Cũng nhìn ra à? Tôi nói chứ, cách ra đòn của anh, người bình thường rất khó lòng công phá. Nếu nói giấu nghề thì Lữ Trưởng Dương giấu nghề mới phải. Đòn nào của tôi cũng dùng hết sức, không hề hợt chút nào. Lữ Trưởng Dương, anh vẫn chưa dùng đến đòn chân. Đòn tay của tán thủ có thẳng, móc, bày ra, che đậy. Đòn chân có gạt, đạp, đá. Lữ Trưởng Dương, nếu anh dùng chân, thật ra chúng tôi đã thua từ lâu rồi. Đúng vậy. Người đánh quyền hay nói tay là hai cánh cửa, toàn dựa vào tay để đánh người, ba phần tay, bảy phần chân mà, cũng nhìn ra được rồi. Hàng Bằng à, rất vui được quen biết. Anh xem, bước đệm bước trượt của anh đều không tệ, đặt xuống còn vững. Đã luyện thang đê bộ bát quái chưởng phải không? Lúc còn nhỏ có học một chút. Đã luyện bước khấu, bước bãi, bước thác tông chữ bát, bước thất tinh, bước công hình. Có tập một ít bước chữ bát ngược và bước chữ bát chính. Thực ra tôi cảm thấy võ công cơ bản của võ thuật Trung Quốc rất có ích với tán thủ. Lữ Trưởng Dương, chiêu cuối cùng của anh là tuyệt nhất. Vậy thì bậy rồi. Chiêu cuối cùng là mất mặt nhất đấy. Tôi bất mãn với Lữ Trưởng Dương nhất chính là ở chiêu cuối cùng. Cuộc thi đã bảo là dừng rồi, vậy không phải giống đánh lén sao? Không, tôi cho rằng đặc sắc nhất chính là chiêu cuối cùng. Hàng Băng, anh thật sự không trách tôi sao? Không trách anh, tán thưởng anh. Vậy thì tốt. Vậy đó lý do anh tán thưởng đi. Là như vậy. Anh xem trận đấu tán thủ trong cuộc thi chiến thuật đều có quy tắc. Như thực chiến mỗi khi của chúng ta thì sao? Cũng như thi đấu thể dục cũng có quy tắc, ai phạm quy người đó rớt đài, đúng không? Không sai chút nào. Nhưng gặp phải kẻ xấu, kẻ xấu có nói quy tắc với anh không? Kẻ xấu có thể sẽ mất kiên nhẫn với anh, có thể sẽ gọi một đám người mua súng cầm gậy đánh chết anh. Khi đó dù căn cơ võ thuật của anh có cao đến mấy, chỉ cần chịu một đau thì không chết cũng tàn phế. Đó là đánh nhau, đâu phải huấn luyện. Vậy chúng ta hãy nói về tập kích khủng bố và chiến tranh phản khủng bố. Có khi nào phần tử khủng bố báo trước với anh không? Chiến tranh hiện đại đều không có bất cứ lý do, không có bất cứ dấu hiệu nào đã nổ ra rồi. Vậy nên tôi bị thua cuộc là ý thức phòng bị của tôi quá yếu, mới để Lữ Trưởng Dương có khả năng chuyển bại thành thắng. Chúng ta đã bàn về chiến thuật gần với thực chiến, thì phải thoát khỏi cách thức thi đấu nghệ thuật. Trước giờ người dám phá vỡ quy tắc cũ là người nắm chắc phần thắng cuối cùng. Ý anh là đánh nhau không khác đánh trận là bao, đều không có quy củ, kẻ thắng làm vua. Anh xem, Bin Laden dùng máy bay chuyên chở người đâm vào tòa nhà mậu dịch thế giới. Chuyện bất ngờ như vậy, ai có thể làm được chứ? Hơn nữa bây giờ, chiến tranh Afghanistan, chiến tranh Iraq, chiến tranh Syria, có trận chiến nào có quy củ đâu? Toàn là đám người chiếm được chút lợi ích, nói chuyện quy củ, thì người bị thiệt thòi không bao giờ nói quy tắc. Lữ Trưởng Dương, đánh thắng mới là đạo lý cứng. Anh nói rất có lý. Nhưng hôm nay tôi đánh anh bị thương, vậy là lỗi của tôi. Dù anh tha thứ cho tôi cũng không tha thứ cho bản thân. Hàng Bằng, chúng ta không đánh, không quen nhau. Báo cáo phân tích hôm nay các anh đem đến, tôi nhất định sẽ tham khảo thật nghiêm túc. Được, vậy chúng tôi cáo từ trước. Được, tôi tiễn anh. Mời. Được. Lữ đoàn trưởng, vậy tôi đi làm việc trước đây. Được, đi đi. Lão Hà, tôi biểu hiện thế nào? Biểu hiện? Tôi đủ chủ động, đủ nhiệt tình với Hàng Bằng chứ. Anh khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Đuổi cậu ta đi còn không dễ ư? Chỉ là đuổi anh ấy đi ư? Tôi nói anh nghe, đối phó với cái loại người này chỉ có thể như vậy. Tôi còn tưởng là anh thật lòng thật dạ chứ. Thật lòng thật dạ, bây giờ vẫn chưa đến lúc đó. Trước đây cũng không có giao tình gì với chúng ta, bây giờ lại khiến chúng ta chật vật.
Tôi nói anh nghe, tôi không biết phải nói với lão Mạnh thế nào về chuyện này. Anh đó, vẫn nên mau chóng xem tổng kết diễn tập đi. Quân đội đã hối chúng ta rồi, không phải anh viết xong rồi sao? Ký tên là được. Anh dẹp cái trò này đi. Vậy tôi đọc tài liệu Hàn Mặc đưa đến trước. Bởi vì Dương Hạ Tranh chịu xử phạt cảnh cáo nặng nề, lệnh điều chính sư để ở trong quân mãi không tuyên bố, kéo dài đến bao giờ cũng không biết. Chính ủy Hạ Châu rõ hơn bất cứ ai, việc quản tuyên bố với Dương Khả Tranh mà nói là chuyện tệ hại nhất. Năm nay mà không thăng chức nữa, Dương Khả Tranh đã hết tuổi để được điều lên làm chính sư, có nghĩa là cuộc sống trong quân lữ của anh từ đây chính thức kết thúc. Nhưng dường như Dương Khả Tranh không hề lo lắng chuyện này, trước giờ không nghe không hỏi, anh chỉ quan tâm chuyện anh quan tâm nhất. Nói bằng cách của Hạ Ái Châu là Dư Khả Tranh đã biết đi định bợ rồi. Alo, chính quỷ, Lữ đoàn trưởng, vẫn chưa ngủ sao? Chính quỷ, tôi xong rồi. Xong cái gì? Tôi đọc xong hết rồi. Thế nào? Có cảm nhận gì? Tôi cảm thấy cái tên Hàn Bằng này đang chơi giấu bài với chúng ta. Báo cáo phân tích chiến thuật cậu ta đưa cho chúng ta không đầy đủ. Sao lại không đầy đủ chứ? Như vậy đi, tôi tới chỗ anh rồi nói. Chính quỷ, báo cáo anh viết tôi đã sửa mấy chỗ, anh xem lại đi. Sửa từ chỗ nào? Từ từ xem đi. Anh cười gì vậy? Lần này không giảm giá nữa sao? Sau khi xem báo cáo phân tích chiến thuật năm 2017 của Hàn Bằng, tôi phát hiện chắc chắn trong tay họ vẫn còn một báo cáo chi tiết hơn, toàn diện hơn, chưa đưa cho chúng ta. Anh nói xem tên Hàn Bằng này có phải đang chơi giấu bài không? Không phải chứ, anh ta cần giấu bài cho chúng ta ư? Anh đừng sốt ngày, nghi thần nghi quỷ. Còn không phải vì để Hàn Bằng đánh trận này sao? Tôi cứ luôn nghi ngờ cậu ta ba phần. Tại sao? Cậu ta là Lam quân chuyên nghiệp, điểm này tôi không thể không phòng. Chính quỷ, tôi nghe nói cậu ta đã đưa cho lữ đoàn 909 một phần. Giai đoạn sau là đối kháng với lữ đoàn 909. Anh nói xem, cậu ta không đưa cho chúng ta là có ý gì chứ? Tôi còn tưởng là chuyện gì, không phải rất bình thường sao? Cậu ta đưa cho chúng ta là liên quan tới chúng ta, đánh đối kháng với lữ đoàn 909 liên quan đến chúng ta ư? Họ không đưa cho chúng ta cũng có lý mà. Còn anh đấy, khi anh không cần người ta đưa đến tận nơi, anh lại không nhận. Bây giờ lại muốn xem thì lại cố đấm ăn xôi. Được rồi, anh gọi điện thoại cho Hàn Bằng xin một phần không phải là được rồi sao? Tôi không gọi cuộc điện thoại này đâu. Tại sao? Tôi không biết phải nói với người ta như thế nào. Không phải hôm ấy anh biểu hiện rất tốt sao? Vô cùng nhiệt tình. Bây giờ làm sao vậy? Tôi làm vậy không phải để ép anh sao? Tôi chỉ làm dáng một xíu thôi để đuổi cậu ta đi. Bây giờ mới là việc nghiêm túc. Anh gọi điện thoại cho người ta trước, bày tỏ sự thăm hỏi một lần nữa, quan tâm xem gương mặt bị anh đánh khôi phục như thế nào rồi. Nói mấy lời khách sáo, rồi nói tới chuyện tài liệu. Chính quỷ, thôi thôi anh gọi đi. Gọi ngay bây giờ, càng nhanh càng tốt. Xem bộ dáng không chân thành của anh kìa. Chính quỷ, anh không thể dùng ánh mắt cũ nhìn Dư Khả Tranh tôi mãi được. Vậy tôi chân thành một chút không được à? Vậy anh chân thành, anh đích thân đến lữ đoàn Sơn Báo một chuyến đi. Không phải, tôi là tướng của bại quân, lại là tù binh của người ta. Anh bảo tôi đến lữ đoàn Sơn Báo, anh không phải anh muốn khiến tôi khó sống à? Da mặt mỏng thật đấy. Mau đi về ngủ đi. Tôi gọi được chưa? Được, gọi ngay bây giờ ấy. Mau lên đi.
Lão Hà, sao anh vẫn chưa gọi điện thoại vậy? Tôi suy nghĩ nửa ngày trời, da mặt của tôi cũng rất mỏng. Hơn nữa, cậu xin người ta tài liệu giai đoạn 2, tôi gọi cũng không hay lắm. Tôi nói này Hà Á Châu, có phải anh muốn ép tôi nhảy lầu không? Bây giờ anh nhảy đi, tôi hết lòng ủng hộ tiểu nhân. Anh... Được. Lữ trưởng Hà, chính quỷ Hà. Cảm ơn chính quỷ Hà đã quan tâm. Không sao, tốt hơn nhiều rồi. Có thể làm việc bình thường. Lữ trưởng Dương của các anh muốn tài liệu đối kháng với lữ đoàn chính là chính của chúng tôi. Được, tôi nhanh chóng gửi cho các anh. Cảm ơn. Thực ra cuộc điện thoại này là lữ trưởng Dương muốn tôi gọi cho các anh, nhưng anh ấy ngại không dám gọi. Hả Châu, anh lại bán đứng tôi sao? Sao anh lại nghe lén ngoài cửa vậy? Anh ta nói gì? Hàn Bằng nói rồi, đây là cơ mật quân sự không thể chuyển nhượng. Nếu anh thực sự muốn, anh ấy có thể đích thân giao cho anh. Tôi cũng đã gọi điện thoại rồi, anh tự xem mà làm đi.